Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm. Hôm trước thì chúng ta học bài ảnh hưởng của ánh sáng rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ học ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống của sinh vật. Vậy thì ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống của sinh vật đó là gì? Nhiệt độ của môi trường ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lý và tập tính của sinh vật, đúng không? Tiếp theo đó là gì? Được chưa con? Vậy thì ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống của sinh vật, môi trường sẽ ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lý và tập tính của sinh vật. Vậy thì môi trường ảnh hưởng như thế nào, đúng không? Đa số các sinh vật thì sống ở trong nhà phạm vi từ 0 độ cho đến 50 độ, thì lúc này sinh vật sẽ sống được, đúng không? Còn ở thực vật, cây chỉ quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ từ 20 độ C cho đến 30 độ C. Và nhiệt độ mà lên đến 40 độ C hoặc là dưới 20 độ C thì cây sẽ ngừng quang hợp và hô hấp, đúng không? Cây sẽ ngừng quang hợp và hô hấp. Vậy thì rõ ràng ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống của sinh vật, đúng không? Vậy nhiệt độ có một tác động rất lớn đến đời sống của sinh vật, đúng không? Rồi, thực vật ở vùng nóng thường có hiện tượng đó là gì? Lá màu xanh đậm, bề mặt có tầng cutin rất là dày, hoặc là trên lá thì biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước khi và nhiệt độ không khí cao và thân mỏng nước, được chưa con? Về thực vật mùa lạnh thì sao? Thực vật mùa nóng, thực vật mùa lạnh, và về mùa đông thì thường rụng lá để giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh, và thân và rễ thì có lớp bần rất là dày để tạo thành lớp bảo vệ cho cây, được không nào? Còn đây con sẽ nhìn thấy nè, đó, thấy không nào? Đó là vào những cái nơi mà mùa lạnh, đây lá màu vàng vào mùa thu và rụng lá thì vào mùa đông, đúng không? Đây là cái lớp bần của nó này con, đó, thân cây thì có lớp bần rất là dày, để làm gì? Để bảo vệ, để giảm sự thoát hơi nước, đúng không? Tiếp, đây là một số sự thích nghi của ai, của các loài động vật nha. Vậy thì con nhìn thấy bên đây này, đây là gấu Bắc Cực, con thấy nó có một cái lớp lông màu trắng, và bên đây cũng vậy, thỏ trắng Bắc Cực, đúng không con? Đây là gấu nâu, thì đây là nó sống ở những cái nơi mà nắng nóng ha, thì nó lại có màu nâu, và lớp lông của nó thì không có dày giống như là bên gấu Bắc Cực ha. Động vật ở vùng lạnh và vùng nóng có nhiều đặc điểm khác nhau. Vậy đặc điểm khác nhau thứ nhất đó là gì? Động vật ở vùng lạnh thì có lớp lông dày hơn và kích thước lớn hơn so với thú ở vùng nóng, đúng không? Nó bự hơn để tích trữ mỡ ha. Rồi, nhiều loài động vật thì có tập tính lẩn tránh nơi nóng hoặc quá lạnh bằng cách là chui vào hang ngủ đông hoặc ngủ hè, được chưa? Nó sẽ chui vào hang, nơi trời nóng quá thì nó đi ngủ hè, còn trời lạnh quá thì nó tiến hành ngủ đông, được chưa con? Có một số các loài sinh vật thì chịu được nhiệt độ rất cao, như là vi khuẩn suối nước nóng chịu được nhiệt độ từ 70 độ C cho đến 90 độ C. Một số sinh vật lại được ở nhiệt độ thấp hơn, như là ấu trùng, sâu ngô chịu nhiệt độ từ âm 27 độ C, đúng không? Nó vẫn có thể tồn tại được. Vậy thì dựa vào sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống của sinh vật thì người ta chia làm hai nhóm, đó là gì? Đúng rồi, đó là sinh vật biến nhiệt, đó là nhiệt độ của cơ thể phụ thuộc vào môi trường. Và nhóm sinh vật này ví dụ như là vi khuẩn, nấm, thực vật hoặc động vật không xương sống như là con biết là cá, ếch nhái, bò sát, thì nhiệt độ của môi trường là bao nhiêu thì nhiệt độ của cơ thể đó là bao nhiêu. Ví dụ như ngoài trời mà nóng đến 41 độ C thì nhiệt độ của ếch nhái cũng là 41 độ C, được chưa? Hoặc là nhiệt độ ở ngoài môi trường xuống tới 10 độ C thì nhiệt độ của cơ thể ếch nhái hoặc bò sát cũng là 10 độ C, thì đó người ta gọi là hiện tượng biến nhiệt. Tiếp theo đó là sinh vật hằng nhiệt. Hằng nhiệt là có nhiệt độ cơ thể hoàn toàn không phụ thuộc vào môi trường, gồm các cái động vật tổ chức cao như là chim, thú và con người. Ví dụ như là chim, thú và con người thì họ nhiệt độ cơ thể của nó hoàn toàn không bao giờ thay đổi. Vậy là chúng ta 37 độ C thì cho dù bên ngoài môi trường bao nhiêu độ C đi nữa thì cơ thể của chúng ta vẫn không đổi, được chưa con?
thì chia làm hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và sinh vật điển nhiệt. Thứ hai đó là ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm lên đời sống của sinh vật. Vậy thì độ ẩm có tác động không? Độ ẩm của không khí và độ ẩm của đất sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Thứ nhất đó là gì? Có những sinh vật thường xuyên sống ở trong nước hoặc sống ở những nơi ẩm ướt ven các bờ suối hoặc là dưới các tán cây rậm. Đó là nó thích sống ở những nơi ẩm ướt. Ví dụ như là cây dừa nước hoặc là cây lúa, nó sống ở trong môi trường nước. Hoặc là những cái loài cây, ví dụ như là cây keo lạc đà hoặc là cây sen rồng, thì con thấy rằng là gì? Nó thích sống ở những cái nơi thiếu nước, đúng không? Vậy thì đây là gì? Có những sinh vật sống ở nơi có khí hậu khô hạn như là hoang mạc hoặc là vùng đồi núi đá nha. Sinh vật sống ở những vùng có độ ẩm khác nhau và có hình thái cấu tạo khác nhau. Ví dụ như là gì? Cây sống ở nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng, phiến lá mỏng và bản lá rộng thì mô giọng kém phát triển. Còn những nơi sống ở những nơi ẩm ướt, ánh sáng mạnh thì lại là phiến lá hẹp, mô giọng phát triển. Được chưa con? Cây sống ở nơi khô hạn thì cơ thể của nó phải sao? Đúng rồi, nó phải mọng nước, lá và thân của nó thì bị tiêu giảm, biến thành gai. Ví dụ như là cây xương rồng nha con. Động vật sống ở những nơi ẩm ướt như ếch nhái, khi cơ thể mất nước nhanh vì da của chúng làm da trần, bò sát có khả năng chống mất nước hiệu quả hơn vì da có lớp sừng dày bao bọc. Dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật, người ta chia thành các nhóm sau, đó là thực vật ưa ẩm và thực vật chịu hạn, động vật ưa ẩm và động vật chịu hạn. Học viên con, bài 43 đó là chúng ta sẽ giải trắc nghiệm nha. Đó là ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm lên đời sống của sinh vật. Nhân tố nhiệt độ ảnh hưởng đến đâu? Nhân tố nhiệt độ nó sẽ ảnh hưởng đến gì? Đúng rồi, sự biến dạng của rễ ở vùng ngập nước mặn, hay là cấu tạo của rễ, sự dài ra của thân. Đúng rồi, nhiệt độ nó ảnh hưởng đến hình thái, cấu tạo, hoạt động sinh lý và sự phân bố của thực vật. Đúng không? Chính xác, đúng không? Nhiệt độ nó sẽ ảnh hưởng đến hình thái, cấu tạo, hoạt động sinh lý và sự phân bố của thực vật. Rồi, câu số 2. Những cây mà sống ở vùng nhiệt đới và để hạn chế sự thoát hơi nước, khi nhiệt độ không khí cao, lá có đặc điểm thích nghi nào sau đây? Thứ nhất là bề mặt lá có tầng cutin dày, hoặc là số lượng lỗ khí của lá tăng lên. C là tổng hợp chất diệp lục tạo ra màu xanh cho nó. Và D đó là làm tăng kích thước và có bản rộng ra. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy đúng rồi. Đặc điểm bề mặt là có tầng cutin rất dày nha, tầng cutin rất dày. Câu số 3, giải thích nào về hiện tượng cây ở sa mạc có lá biến thành gai là đúng? Đúng không? Giải thích về hiện tượng nào ở cây sa mạc lá biến thành gai. Lá biến thành gai mục đích của nó là gì con nhỉ? Đúng rồi, lá biến thành gai ở sa mạc mục đích của nó đó là gì? Ở sa mạc lá biến thành gai giúp cho giảm sự thoát hơi nước, đúng không? Và hơi nước trong điều kiện khô hạn ở sa mạc, được chưa con? Câu số 4, những cây mà sống ở vùng ôn đới về mùa đông thì có hiện tượng gì? Đúng rồi, những cây mà sống ở vùng ôn đới á, mà vào mùa đông á, thì con sẽ biết rằng là gì? Chính xác, đó là lá cây sẽ rụng rất là nhiều. Cây sẽ bắt đầu rụng lá nha, vào mùa đông. Rồi, để tạo ra lớp cách nhiệt để bảo vệ cho cây sống ở những vùng ôn đới chịu được cái rét mùa đông lạnh giá thì có đặc điểm cấu tạo là đúng rồi, tăng cường mạch dẫn cho thân nhiều hơn, đúng lớp. Thứ hai, cây có chồi vảy mỏng bao bọc thân và rễ thì có bần. Chính xác, đúng không? Giảm bớt lượng khí khẩu của lá, hoặc là hệ thống rễ của cây lan rộng hơn bình thường, đúng không? Không phải, đúng chưa? Vậy thì chồi cây có vảy mỏng bao bọc thân và rễ có lớp bần dày. Rồi câu số 6, với những cây xanh sống ở vùng nhiệt đới, chồi cây
có các vảy mỏng bao bọc, thân và rễ có các lớp bầm dày. Những đặc điểm này có tác dụng gì? Những đặc điểm này thì có tác dụng gì đây con hề? Đúng rồi, nó là tạo ra lớp cách nhiệt để bảo vệ cây nha. Lớp bầm dày là tạo ra lớp cách nhiệt để bảo vệ cây. Tùy theo mức độ phụ thuộc của nhiệt độ cơ thể vào nhiệt độ môi trường, người ta chia thành các nhóm động vật là, đó là gì? Động vật chịu nóng, động vật chịu lạnh, hay là động vật ưa nhiệt, hay là động vật kỵ nhiệt, động vật biến nhiệt, hay là động vật hằng nhiệt. Đúng rồi, nó chia làm hai loại, đó là động vật biến nhiệt và động vật hằng nhiệt nha con. Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật biến nhiệt? Động vật nào sau đây thuộc nhóm động vật biến nhiệt? Động vật biến nhiệt là động vật mà có nhiệt độ thay đổi theo nhiệt độ của môi trường nha con. Chính xác, đó là ruồi giấm, ếch và cá nha. Đó là các loại bò sát. Tiếp theo nè. Câu có nội dung đúng nha. Câu có nội dung đúng. Thú có lông sống ở những vùng lạnh, có bộ lông mỏng và thưa. Không phải, chứ vùng lạnh thì nó phải có bộ lông rất là dày đúng không con, chứ không thể mỏng và thưa được. Chuột sống ở sa mạc và mùa hè thì có màu trắng. Dạ không, nó không có màu trắng đâu đúng không. Sống ở sa mạc nó không có màu trắng đâu. Rồi, gấu Bắc Cực vào mùa đông thì có bộ lông trắng và dày. Đúng không, đúng, chính xác. Cừu sống ở vùng lạnh thì có bộ lông kém phát triển không? Nếu có bộ lông kém phát triển thì nó sẽ chết đúng không? Vậy chúng ta chọn câu C. Đúng rồi. Câu tiếp theo nè. Loài động vật nào dưới đây có tập tính ngủ đông khi nhiệt độ quá lạnh? Khi mà nhiệt độ quá lạnh thì nó sẽ tiến hành đi ngủ đông. Chính xác, đó là bạn gấu Bắc Cực ha, gấu Bắc Cực. Tiếp theo nè. Lớp lông của động vật có cơ thể hằng nhiệt là, đó là gì? Chim, thú, bò sát, hay bò sát lưỡng cư, hay là chim thú? Hằng nhiệt là nhiệt độ thay không thay đổi theo nhiệt độ của môi trường, đó là chim và thú ha. Rồi, dựa vào khả năng thích nghi của thực vật với lượng nước trong môi trường, người ta chia thành các nhóm thực vật sau, đó là nhóm thực vật ưa gì? Đúng rồi, nhóm thực vật ưa ẩm, đúng lớp. Nhóm thực vật ưa ẩm và nhóm thực vật chịu hạn. Ưa ẩm và chịu hạn. Cây xanh nào dưới đây không thuộc nhóm động vật ưa ẩm? Đó là cây xương rồng, cây rêu, cây thài lại, hay là cây mía, hoặc là cây hướng dương. Đúng rồi, không, chính xác, đó là cây rêu và cây thài lại. Đây là hai cái loại cây mà nó ưa ẩm, nó thích môi trường ẩm ha. Rồi câu 14. Những cây mà sống ở những nơi khô hạn thì thường có đặc điểm thích nghi là gì? Đúng rồi, chính xác, đó là cơ thể mọng nước, hoặc lá tiêu giảm, hoặc là biến thành gai. Được chưa? Biến thành gai. Rồi, đặc điểm thường gặp ở một số cây nơi ẩm ướt và có nhiều ánh sáng ở ven bờ ruộng, đó là gì? Chính xác, đó là đúng rồi, đó là có phiến lá rất là hẹp, mô dậu phát triển. Phiến lá hẹp, ví dụ như lá lúa nè, phiến lá rất là hẹp và mô dậu thì cực kỳ phát triển, đó là chấp dịp lục nha con. Nhóm sinh vật nào dưới đây toàn là động vật ưa ẩm? Ưa ẩm là những loài mà sống ở trong đất đó, thường là nó sống ở những nơi mà rất là ẩm ha, rất là nhiều nước. Ví dụ đúng rồi, như là ốc sên, ếch và dung đất. Dung đất nó sống ở trong đất. Nếu như mà trời mà nắng nóng quá thì vào buổi tối thì con thể thấy có một số lượng dung đất nó sẽ chui lên, bởi vì nó quá nóng ha. Rồi tiếp, câu 17. Động vật nào dưới đây thuộc loài động vật ưa khô? Ưa khô nhé. Đó là thằn lằn, ếch mũi, hay là ếch cá sấu và cá heo? Đúng rồi, loại động vật nào đây thuộc nhóm ưa khô? Đó là thằn lằn.